Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định Cư và Cuộc Sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, như video đầu tiên Thuyết đã thông báo, vào ngày mai là ngày thứ bảy và là cái ngày à, tổ chức đám cưới cho ông Ly và Đông Nhi. Ở à, trong câu chuyện này thì các bạn biết là Ái Khanh và Ngân chính là hai người chủ chốt để lo cái đám cưới này. Một cái đám cưới rất là đơn giản, giản tiện thậm chí là không thuê cả cái dàn nhạc cụ uh, ca sĩ để về mà hát trước đây các bạn uh, biết rằng là khi mà tổ chức đám cưới cho nguyệt và anh chàng người mexico thì uh, ngân và bác sĩ trần còn thuê cả một uh, những cái ca sĩ ở bên ngoài nữa để họ về hát nhưng đến ngày mai thì không có ca sĩ nào cả mà ở đây chỉ có cây nhà ná vườn vâng đây là một ngày vui và chính vì thế ngày hôm nay uh, đông nhi và ông Duy đã đi đến từng nhà để mời để mời mọi người đến ngày mai để đến đám cưới và đám cưới được tổ chức ở nhà Phạm Hoa nha các bạn, tức là nhà của thầy Giáo Tân đó và nhà Phạm Hoa và bà Lý Hương rồi cả tám trang à, hai cha con của tám trang đang sống ở đó nữa. Vâng thì câu chuyện này diễn ra như thế nào thì thuyết sẽ chia sẻ phần sau của câu chuyện. Vâng trước hết thuyết nói đôi chút về cái vấn đề à, có thể là trong ngày hôm nay các bạn có thể sẽ coi như là có những cái video mà mà nó sẽ muộn thời gian nhất là cái video uh, chiếu vào lúc 9 giờ 10 giờ sáng có thể sẽ muộn thời gian các bạn ạ bởi vì thuyết thấy đường đường truyền nó rất là chậm tức là muốn tải một video lên có khi phải mất mấy tiếng đồng hồ bởi vậy là nếu các bạn đến giờ mà vẫn chưa thấy thì có nghĩa là video do cái mạng chậm nha các bạn thuyết đã cố gắng khắc phục mạng lắm rồi uh, người ta bảo phải 300 đô một tháng nếu nói thật 300 đô một tháng thì cứ mỗi một thứ tiền thêm một như vậy thì nguy hiểm các bạn à, à, bởi vì thuyết chỉ dùng cái mạng tức là 125 đô một tháng thôi trong khi đó thì thuyết biết rằng là cái chung cư nhà thuyết nó cũ đấy à, họ xây cách đây không biết là năm bảy chục năm rồi thì à, chính vì vậy mà cái đường truyền của nó vào trong đường đường âm tức là trong tường có vẻ như ví dụ là ẩm ướt thì thế nào đó nó trục trặc cái điểm đó mà đi thuê cái chung cư mới thì các bạn biết là nó rất là đắt tiền cũ như thế này mà đã hơn 1.700 một, một đô một tháng. Mà trong khi đó thì các bạn biết ở đây là thuê cách đây hơn 3 năm. Nếu mà bây giờ những người mới bắt đầu chuyển vào thì cái chung cư này là giá vẫn là 2.200. Hai hai. Nếu mà đi thuê cái chung cư mới thì 3.000 đô một tháng các bạn. Cho nên là mỗi một thứ nó thêm rất nhiều tiền. Cho nên là thôi đành chấp nhận vậy chẳng biết nói thế nào cả và mong tất cả quý khán tính giả hãy thông cảm cho thuyết. À, trong cái video đầu này à, thứ hai này thuyết sẽ đọc cái lá thư của bạn thiên nga trần thì trước hết trước khi đọc lá thư của bạn thiên nga trần thì thuyết cũng thông báo rằng là có một số quý khán thính giả không tìm được à, những cái lời comment của bạn thiên nga trần khi mà nói về 10 năm cái loại thuốc à, collagen gì đó để thuốc làm đẹp da nha các bạn thì ở đây thuyết đã nhìn trên cái bình luận ở, ở trên kênh ngày hôm qua là bạn thiên nga trần đã đã ghi hết cả cái có cái 15 15 cái loại thuốc để làm đẹp cho phụ của chị em phụ nữ nhá cho là các bạn cứ tìm ở cái uh, cái chỗ nào của bạn Thiên Nga Trần mà có cái bông hoa bông hoa cúc vàng đó các bạn thì trong bốn cái video ngày hôm qua thì các bạn cứ vào cái chỗ bình luận đó vào từng vi môn một các bạn kéo xuống chỗ nào có bông hoa cúc vàng màu vàng màu vàng rất là tươi uh, các bạn đó là chính là, là 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 cái email của bạn Thiên Nga Trần và đó chỗ đó là có sẽ có cái 15 cái loại thuốc để cho chị em làm đẹp. Ở đây là những cái loại thuốc mà bạn Thiên Nga Trần đã à, đã bỏ công ra chắc là để tìm hiểu và nghiên cứu phù hợp cho các chị em phụ nữ rồi. Vâng. Và cho nên là các bạn tìm cái đó và nếu mà không thấy một lần nữa thì thuyết sẽ à, nhắc bạn Thiên Nga Trần là ngày hôm nay tiếp tục sẽ coi như là à, đăng lên trên cái à, cái comment của các bạn những cái à, 15 cái loại thuốc đó nhé Thưa quý vị và các bạn, cũng trong những lời bình luận ngày hôm qua thì thuyết đọc được rất nhiều lời bình luận của các bạn là ồ oh, uh, uh, thuyết không nên uống cao hổ cốt. Còn một số bạn thì lại nói rằng là nếu mà thuyết uống thì uh, coi uh, thì uh, hãy vứt cho con chó uh, để cái cao đó con chó cho con chó là ăn. Nó ngửi mà nó bỏ chạy có nghĩa là cao đó là cao xịn. Đấy. Thì là ở đây thì uh, nói theo đó các bạn có những người thì nói rằng là uh, uh, thử đi thử bằng cái khoa học đấy thì nó ok hơn nói thật với các bạn đây là thuyết sợ ngân buồn uh, thuyết nhận về còn thì nói thật là cho thêm tiền thì thuyết cũng không không, không dám uống đây là nói thật với các bạn thế uh, nói nói đúng ra chị gái của thuyết khi nghe cái tin là thuyết có mấy nặng cao cũng thích luôn nhưng mà mình cũng không dám cho uống cứ để đó đã để xem thế nào đấy, đại khái là như vậy thì đến ngày hôm nay thì uh, thuyết đã đưa cho cái ông ông David trên để ông đi thử bằng cái khoa học, đấy. tức là ông là bác sĩ đúng không ạ, cho nên là ông thử bằng cái cách đó nó 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 chất lượng hơn, thì để xem nó có có cái gì ở trong đó hay không. Uh, nói thật là thuyết cũng bảo Ngân đấy là không nên uống vội, cứ từ từ để đó. Hiện tại thì thuyết cũng chẳng bị đau xương đau cốt gì cả. Đấy, à, thỉnh thoảng trong một năm nó có ít thời gian nó bị tê nó tê ở cái ngón trên út và nó chạy dài lên trên hông một tí thôi chứ còn thì à, xương cốt thì cảm thấy rất là ok à, cái chuyện này là chắc là có nhiều bạn cũng à, cũng đã hiểu rồi đúng không ạ bởi vì thuyết là cái nó như một con vẹt hồng kông mà có chuyện gì à, chuyện to chuyện nhỏ đều nói ra hết và đây các bạn biết đó nếu mà thuyết bị đau xương thì chắc chắn là đã nói cho quý khán thính giả biết rồi Hôm qua Ái Khanh cương đại nói một câu khác đối với thuyết, nói rằng là trời ơi, anh lạ nhỉ, chuyện to chuyện nhỏ gì anh cũng cứ chia sẻ hết. đọc có cái gai mồng tơi nó 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 cắm vào tay thôi mà anh cũng uh, thông báo cho tất cả thiên hạ biết được. Chỉ có một cái gai thôi, nếu mà bây giờ lại có cái chuyện gì nữa thì to hơn nữa thì không biết là anh chia sẻ đến mức độ như thế nào. Tuyết chỉ biết cười thôi, Tuyết nói với Khanh rằng là vậy đó thế gian thì được vợ hỏng chồng đúng không ạ? chẳng có bao giờ ông trời cho được cả hai vợ chồng vẹn toàn. Vợ mà ít nói thì chồng thì phải hay nói và ngược lại đúng không ạ? chứ còn thì bây giờ cả hai người đều lầm lì ít nói trong nhà, chẳng có một tiếng nói nào, cứ như là uh, lạnh tanh lạnh ngắt thì cũng chán lắm. Thứ hai là chẳng biết là vợ muốn cái gì đúng không ạ? chẳng hạn như là rất là yêu anh mà chẳng biết thể hiện cái tình cảm gì, Để muốn anh rũi mà anh chẳng rũi thì biết làm thế nào? đây là cái điều đông nhi cũng đang băn khoăn đây. Tại sao có những người yêu của mình không hói đầu và chỉ có hói đầu mới mới rũi được khỏe thôi. Câu chuyện này thì Thuyết đã nhìn thấy một đời bình luận của bạn nào ạ. Bạn bảo là trời ơi, anh Thuyết bù uống cao vào thì khỏe như con hổ. Như vậy thì có mà suốt đêm mà rũi gì chị Khanh thì chịu nào rồi. Vâng, <laughs> đó là giả thiết thôi. Chứ còn thọ, cho thêm tiền thì Thuyết cũng không uống cao đâu các bạn. Khỏe mạnh hay không thì do cái điều tiết ăn uống của mình, sinh hoạt của mình, nói điều độ là một, chịu khó luyện tập thể dục là thể thao là hai, là khỏe thôi, chứ cần gì phải hổ cốt đâu với lại cao bánh trướng đâu, à, các bạn biết không? Ngày xưa thuyết có một cái anh bạn nó, mà thuyết đã kể đấy, tức là anh ta uống năm cái mật người nhé, tức là cái đợt mà sau tháng 2 năm 1919 là các bạn biết không, anh ta coi như là bắn chết một người lính Trung Quốc cái là anh ta tiến tới gần là anh ta lấy dao anh ta lách ở phía ở phía cạnh sườn đây này là anh ta lấy cái mật ra anh ta lút sống luôn các bạn anh ta đã lút được năm cái mật trong khi đó sau này anh ta coi như là đi nấu cao nữa và có gọi thuyết bảo là để cho cao nhưng mà thuyết sợ nghe nói đến đã sợ hoảng sợ rồi cái này nó thuộc về cái tâm linh con người của người ta nói thật các bạn là tất cả những cái loại gì là thuyết không dám sử dụng đâu chỉ chẳng hạn như loại ví dụ như là uống rượu nhưng mà thuyết xem coi như là trên có rất nhiều nếu các bạn vào xem tham khảo về rượu uh, rượu tỏi nhé tất cả các bạn ở đây nam nữ đều uống được các bạn xem rượu tỏi ở coi như là ở đất nước Ai cập tức là những gia đình nào cũng có hàng mấy chục cái hũ để đựng rượu tỏi người ta ngâm ở đó và cái chính cái yếu tố rượu tỏi này là người ta sống rất lâu toàn trên dưới 100 tuổi thôi Đấy, các bạn nên uống rượu tỏi và các bạn biết không Uh, cái rượu tỏi này nó chữa được rất nhiều bệnh xương cốt rồi chống ung thư nhiều lắm các bạn các bạn cứ ngâm uh, cho đến khi tức là một tháng trở ra các bạn uống tỏi ở đây ở việt nam có tỏi ta tỏi việt nam tuyệt vời hoặc là loại tỏi một củ như các bạn và nếu các bạn muốn ngâm rượu thì các bạn phải là rượu rượu gạo và 40 độ trở lên 40 45 độ mới là là ok các bạn là lấy rượu giỏm là ngâm hỏng cái thứ hai là các bạn phải nhớ nhé khi bóc tỏi ra ít nhất độ khoảng một tiếng thì các bạn tức là các bạn bóc trẻ nhỏ nó ra làm hai làm ba chẳng hạn một cái củ tỏi đó làm sao cho vừa vào cái vào cái chai hoặc là cho vào cái hũ cũng được tức là các bạn để ở bên ngoài nó độ khoảng ít nhất khoảng 1 một, một hai tiếng đồng hồ thì tức là nó gặp cái không khí nó phân hóa ra tức là khi mình bóc cái vỏ tỏi ra các bạn ạ thì lúc đó là mình uh, và trẻ cái củ tỏi ra là mấy cạnh cạnh đó thì để độ khoảng ít nhất một tiếng sau thì các bạn mới cho vào chứ các bạn đừng bóc xong cái cho vào luôn là đã mất tác dụng uh, đây là cái thuyết uống từ ngày bên Thái Lan đến giờ mà cảm thấy rất là ok nhưng mà thuyết không uống thực rượu chỉ uống một cái gọi là cái chén mắt trâu nhỏ nhỏ thôi mà chỉ uống vào chiều tối thôi nếu các bạn có điều kiện thì các bạn uống có thể là vào 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 ba buổi ví dụ như buổi sáng ăn sáng xong một chút uống một tí ti buổi trưa và buổi chiều tối à, các bạn lưu ý là không được phép uống nhiều nhé bởi vì rượu đã đã nóng rồi và tỏi nó càng nóng nữa và khi các bạn uống cái này à, kết hợp ví dụ các bạn ăn uống điều độ và tập thể dục thể thao thì thiết nghĩ rằng các bạn cũng thọ được cả trăm tuổi đây là không cần phải cao gì cả trên nói về cao hổ cốt nói thật các bạn thôi thì thuyết cứ nói đùa vậy thôi chứ cho thêm tiền cho thêm mấy tỷ cũng chả uống nếu bây giờ thực chất á là coi như là ví dụ như một bạn nào đó là nói rằng là uh, lui hổ ở đây mình đọc bạn uh, tên là bạn quang điền nê này lê quang điền uh, chú thuyết ơi cao hổ cốt cũng không khó mua đâu cao hổ là bỏ cho con chó nó ngửi nó bỏ đi là cao hổ cốt uhm, xịn còn việt nam rất nhiều nghệ an thanh hóa họ cho hổ ngủ đem từ lào về và lấu tại nhà bố tôi đến tận mắt xem và cùng thức phụ lấu có được bốn bốn nạng nhân 60 chứ không phải hiếm còn có hổ lui nữa họ bán nấu uh, 30 triệu một nạng vợ chồng tôi uống còn chú đừng có uống của người bí hiểm mưu mô trong đó có gì thì sao họ chấm vào chỗ nào thì sao còn hổ lấu mình xương thì quý còn nấu toàn uh, toàn toàn tính thì rẻ chúc cả nhà mạnh khỏe đó tức là thuyết biết là nhiều người mà nhất là quan chức họ có thể là họ có thể mua một chuyến từ nào về hoặc là ở Việt Nam thì chắc không còn hổ mấy ở bên nào hoặc ở bên Campuchia là có thể vẫn còn hổ nhưng mà rất là ít các bạn ạ có khi là hổ nhưng mà họ cho toàn xương trâu xương bò vào ví dụ có một con hổ con tí nhưng họ lại cho độ khoảng ba bốn con trâu vào thôi chứ chả có xịn mà trăm phần trăm đâu và nói thật thôi chẳng cần phải những thứ đó gì cả đúng không ạ bây giờ uống vào gọi là Uh, mong cái gì đây mà cứ phải coi như là cố gắng uống để làm cái gì sống thêm được bao nhiêu năm hay là coi như là mới vào coi như là uống độ khoảng chưa được chục ngày coi như đã tổ tí te rồi biết không bao giờ dùng những thứ đó mà thấy nói rằng là nó tanh lắm nói thật chứ đến bây giờ chẳng hạn như mắm tôm mắm tiếp là chuyện không ăn được rất là sợ ấy chứ lại bảo nó thấy tanh như là uh, ví dụ như rượu ngâm tắc kè ngày xưa là bố thuyết có uống ngày xưa thuyết ở đi lính ở lạng sơn ngày đó tắc kè nhiều lắm các bạn ơi những người dân tộc người ta ở trong rừng người ta đi đêm người ta đi bắt vào hang núi đá người ta bắt toàn tắc kè xịn đến phiên chợ người ta mang ra hàng đống thuyết mua về cho bố của thuyết gọi là ngâm nhưng mà thấy cụ nói rằng uh, nó tanh lắm uống ngâm mấy tháng nhưng mà nó vẫn tanh thế là khi uống phải cho ít mật uh, mật mật ong vào tất nhiên là nó có thể có cái gì tốt đó nhưng thôi tốt nhất là cứ ăn ở ở coi như là bình thường thì nó sẽ sống lâu thôi không cần phải như vậy đâu thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua thuyết có mấy cái thắc mắc mà thuyết thì không hiểu lắm trong khi đó thì một số khi khán giả đã hiểu trong đó có bạn thiên nga trần đến từ đất nước pháp trong cái trường hợp mà của bạn uh, của cô gái tên là tào hoa vợ của bác sĩ trần trước kia À, bây giờ không phải nhá à, người ta đã ly dị rồi cho nên là thuyết nói rõ ràng hôm lại tào hoa lại chất vấn thì ở đây thì uh, các bạn biết là chính phủ thái đã trục xuất tào hoa về trung quốc rồi thì không biết cái hộ chiếu đó là tào hoa có thể đi sang canada được hay không thì điểm đó là thuyết hôm qua hôm trước là không biết đúng không ạ thì hôm nay uh, là coi như là uh, bạn thiên nga trần đã trả lời câu hỏi này cho chúng ta biết thông qua cái lá thư với tựa đề bị trục xuất khỏi bất cứ quốc gia nào muốn nhập cảnh vào Canada phải xin phục hồi hình sự từ thức đó. À, nước Pháp mùa thu ngày 18 tháng 10 năm 2024 Thân mến chào tất cả các bạn Mấy hôm nay ở bên Pháp đang trở lại Nhưng mình cảm được, cảm nhận được không khí trong nhà ngân có vẻ rất nóng Khách cứ ra vào tấp lập từ sáng cho đến tối à, Tối đêm mới được yên Căn biệt thự của Ngân như biến thành trạm đón tiếp, ngày nào cũng phải phục vụ cho người nhà, cho khách mời và cả khách không mời mà đến. Lão nhiệt ghê, đôi lúc mình cứ hình dung ra xem tâm trạng của chủ nhà như thế nào. Chẳng nhẽ phải nói chuyện với khách cả ngày hay sao, cái miệng, cái tai của Ngân chắc mỏi lắm vì cứ phải nghe và cười xã giao suốt ngày, mệt thật đấy. Tào Hoa đã bắt đầu không đè lén đổi, bắt đầu xỉ vả người khác rồi. Không biết cô ta có hình dung ra những việc mà chồng cô ta đã đối xử ra sao với người làm của ông ta không nhỉ? Công tâm mà nói, những người dính líu đến ông Bạc thì bây giờ đều te tua hết. Người thì chết, người thì mất tích. Vậy nguyên nhân từ đâu mà có? Khi tâm phúc của ông chồng cô bị tù thì uh, chồng cô có thèm đói hoài đến không? Có hỏi thăm, có chạy vậy để bảo lãnh cho ông ta ra ngoài hay không? Hay chỉ toàn người ngoài giúp đỡ ông ta? Nếu không có những người tốt bụng đó bỏ tiền, bỏ công sức ra bảo lãnh cho ông Ly, thì liệu rằng ông Ly có phải chịu khổ đến bao nhiêu ngày tháng nữa? Và khi cô đến đây mà ông ta vẫn đang bị tạm giam, thì cô có cơ hội trách ông ta không đến chào hỏi cô không? Hoặc cô có chút nòng chắc ẩn thúc giục ông bạc lo lắng cho ông ta hay không? Hay cô cũng lãnh đạm chẳng kém chẳng qua ngân hiền quá nên mới cho mẹ con cô và ông chồng chưa chính thức ở tại căn nhà của ngân thôi cô lên nói bớt đi nên biết điều khiêm tốn hơn và bớt nổ đi nhé cứ làm như là mình là trung tâm của vũ trụ hay sao mà làm màu mè quá vậy tôi thấy ông đi không cần hỏi thăm cô buồn cười thật đấy đưa sang để làm người giúp việc chứ không phải đưa sang làm thái tử đâu mà kể lẻ người bỏ công sức người trả tiền sòng phẳng mà sao cô phải cay cú người ta phục vụ ông chồng cô hơn hai chục năm cũng chỉ đủ ăn không mua nổi một căn nhà nhỏ vậy mà vừa tách ra để thuê một căn nhà ở trong khu nghèo làn thì bị ném ngay mấy chục kg ma túy vào trong nhà khiến người ta phải mắc vòng lao lý có oan ức hay không theo tôi sau này khi ông ly cưới cũng không cần mời ông bạc và cô vợ đến cho mọi người mất vui cứ xa nhau ra cho nó nành Anh Thuyết có câu hỏi thắc mắc Là tại sao ông bà cũng được làm, uh, Cũng được của Ngân 50 triệu đô la Mà không trích ra mấy triệu Mua nhà cho ông Ly Thuyết hâm ơi Đúng là hâm nặng rồi Hâm nặng rồi đấy nhé Nếu ông ta bỏ ra mấy triệu để mua nhà cho ông Ly Thì chẳng khác gì Nói cho bản dân thiên hạ biết rằng Tôi còn có rất nhiều tiền trong tài khoản hay sao Vậy thì chủ lợi là Ngân Sẽ giờ đến ngay cho nên kiểu gì thì cũng phải hát mãi một bài hát là không còn tiền. Số tiền đó đầu tư hết rồi, nếu lấy ra thì sẽ mất hết. Thứ hai, nếu bỏ ra mấy triệu để mua nhà cho ông Ly thì chẳng há ông ta bị nỗ nặng hay sao? Vì mẹ Đông Nhi đưa cho ông ta món đồ món đồ cổ giá trị 70 tỷ tiền Việt Nam, tính ra là khoảng 3 triệu đô la. Nếu mua nhà cho Đông Nhi mất mấy triệu thì coi như lỗ rồi phải không nào? Cho nên nếu bình thường ra thì ông ta sẽ mua cho Đông Nhi căn nhà trả góp bao nhiêu năm đó hoặc ông ta sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô có giá khoảng 1 đến 1,5 triệu thôi. Còn lại một nửa tiền thì phải để cho ông bố vợ bên kia lút chứ. Nếu không ông bố vợ đâu có làm giấy tờ cho nhà Đông Nhi đi nhanh như vậy. Quy tắc của ông ta là không ai cho không ai cái gì. Cho nên còn giả thuyết cuối cùng là trước cơn nguy nan có thể nộ mọi chuyện trong quá khứ thì chi bằng mua cho ly căn nhà ông ta sẽ dùng số tiền đó mua một lượng đồ cấm nhét vào nhà ông ly mục đích tống ông ly vào tù vậy thì sẽ bớt đi mối họa cho ông ta nhưng ông ta không bao giờ ngờ đến một người thân cô thế cô như ông ly lại được những người xa lạ như ngân như ái khanh giúp đỡ nhiệt tình như vậy cho nên sự việc này cũng ít nhiều khiến cho ông ta choáng đấy nhé cho nên tôn ngộ không cho dù có lắm trong tay 72 phép thần thông biến hóa và đã dùng cân đầu vân nhưng cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay của Như Lai. Anh thuyết có hỏi trong trường hợp đã bị Thái Nam trục xuất thì Tào Hoa có thể nhập cảnh vào Canada được hay không? Câu trả lời là nhìn chung là phải phụ thuộc vào tội mà Tào Hoa phạm phải có lập thành án hình sự hay không? Theo luật của Canada, nếu một người đã bị trục xuất khỏi bất cứ quốc gia nước ngoài nào thì không được phép đến Canada về mặt hình sự. Để vượt qua tình trạng này, công dân đó sẽ phải yêu cầu thông quan vĩnh viễn từ lãnh sự quán Canada bằng cách nộp đơn xin phục hồi hình sự. Có nghĩa là công dân đó đã bị buộc tội ở nước nào đó, đã có hồ sơ phạm tội hình sự và bị nước họ trục xuất thì công dân đó đã bị buộc tội hình sự, bị trục xuất ra khỏi nước người ta còn nếu bị trục xuất mà không có hồ sơ phạm tội, chỉ bị cấm uh, nhập cảnh vào nước họ trong thời gian 5 năm hay năm thì có nghĩa chưa thụ án thì chưa có hồ sơ phạm tội. Hình như Tào Hoa có bị giam giữ ở đồn cảnh sát Thái Lan, nhưng khi trục xuất, Tào Hoa họ có lập hồ sơ hình sự không mới là vấn đề. Nếu đã có hồ sơ phạm tội hình sự thì chỉ cần bước ra khỏi nước mình đang ở đến một nước nào khác là bị bắt ngay. Danh sách phạm tội được tự động gửi cho hải quan các nước chứ không nằm ở passport. Cho nên có thay đổi passport hay không à, hay giữ được cái cũ không? À, giải quyết được vấn đề. Trường hợp ông Linh thì thuyết có thể hỏi xem ông ta có phải ký vào hồ sơ phạm tội nào hay không. Nếu không ký thì chưa có hồ sơ phạm tội hình sự thì có thể Canada sẽ cấm nhập cảnh trong nước của họ khoảng thời gian bao nhiêu năm? 5 năm hay 10 năm tùy từng nước. Qua hết thời gian đó, có thể lộp đơn ở Đại sứ quán hay lãnh sự quán Canada ở Việt Nam xin nhập cảnh vào Canada sẽ có hội đồng xét duyệt và nếu họ đồng ý thì ông Linh vẫn được đến Canada như thường. Nói chung lúc đó, ông Linh có tuổi rồi thì việc xin đoàn tụ với con cháu sẽ dễ hơn bây giờ. Cuối thư chúc ba cha con Thuyết, gia đình Ái Khanh, gia đình chị Yến, Đoàn Dư, gia đình Trang, Tuấn, Hùng, Đông Nhi cùng tất cả các bạn xa gần luôn có một sức khỏe dồi dào, một tâm thái bình an và hạnh phúc ngập tràn. Thân mến, Thiên Nga Trần Vâng thưa quý vị, à, đây là lá thư của bạn Thiên Nga Trần. Có vẻ như bạn Thiên Nga Trần rất hiểu luật pháp, thuyết ở Canada nhưng cũng không hiểu được. Nhưng bạn trong khi đó bạn ở tận Pháp nhưng bạn hiểu cả bên Canada. À, tất nhiên trong đoạn này có thể là phải tra vào Google nhưng phải sự tìm hiểu mất khá nhiều thời gian thì nói thật các bạn là thuyết không có thời gian nữa ờ, khi mà các bạn biết đó khi mà cái chẳng hạn như video hôm qua cuối cùng ấy là khi có thể đăng được video cuối cùng thì lúc đấy đã 11 rưỡi đêm ở bên này rồi có nghĩa lúc đó thuyết mệt rồi ban ngày là có rất nhiều việc các bạn chẳng hạn như sáng nay nói thật các bạn là thuyết cũng phải đi một cái thành phố Mitsisuga ở đây thì cũng giúp cho một cái đứa cháu đang xin công an việc làm, à, cháu đó cũng có cái hoàn cảnh khá đặc biệt và cháu nó có một cái nghề tức là cháu là cháu trai, cháu ngoài đời thôi các bạn, à, bất kể ai đến với thuyết thì thuyết cũng coi như con như cháu, thì uh, nó có nó có cái nghề làm tóc các bạn ạ, nó con trai nhưng nó lại chuyên về tóc của phụ nữ, mà nếu mà làm một cái tóc của phụ nữ là nó kiếm được 170 đô các bạn. Thì để người ta đến thử tay nghề và đi sau đó là các bạn biết không là ví dụ làm chia đôi 50-50 Thì ở đây các bạn biết là mình có cái khả năng gì tức là trong cái khả năng mình giúp được ai cái gì thì mình giúp thôi Cháu nó chưa có bằng lái xe và mình phải lái xe đưa cháu nó đi Nếu mà đi xe bíp liên á là nó phải đi từ 4 giờ sáng chẳng hạn như vậy ở trên là thuyết bảo đã tranh thủ thì ý của thuyết muốn nói rằng ôi rồi đi quay phim này rồi thì no chạy về đúng giờ đón con học này lấu lướng tắm giặt cho con cái rồi làm video thu thập bốn video trong một ngày có nghĩa là đến cái tầm đêm là cũng mệt nhoài các bạn vâng thì ở đây thì thuyết đang muốn nói rằng thuyết không còn thời gian để vào tra cứu những cái luật pháp ở tại canada nữa Vâng thì trước hết xin cảm ơn bạn Thiên Nga Trần rất rất nhiều và xin chúc bạn và gia đình uh, ok, có một sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc. Trong cái phần lá thư đầu tiên, phần đầu của bạn Thiên Nga Trần, uh, Thuyết sẽ để sau phân tích nhé. Uh, tính của Thuyết là hay bị ngược đời các bạn ạ. Nó gọi là thất hâm mà. Cho nên là đôi khi là nó hay hay bị dở dở ngương. Cho nên là khi mà đọc xong lá thơ thì Thuyết này hay phân tích từ dưới lên trên. Đấy, tức là cái chuyện này là đàn ông người ta hay thích các bạn ạ. Bởi vì là người ta thích từ dưới lên trên chứ người ta không thích từ trên xuống dưới. Nhất là chị em phụ nữ mà uh, khi mà các uh, anh chồng mà uh, muốn cho các chị em uh, vui vẻ và lúc nào cũng coi như là yêu quý chồng mình thì chắc chắc chắn là phải coi như là sẽ từ dưới lên trên rồi. Trong cái câu chuyện mà bạn Thiên Nga Trần bây giờ thuyết sẽ nói về cái phần mà uh, của cha của Sinh Viên Hùng và của uh, của Tào Hoa. Thì vấn đề của Tào Hoa trước các bạn thì ở trong cái chuyện này các bạn biết là tào hoa không bị về cái vụ án hình sự đó tức là cô gái này các bạn biết là họ không bị buộc tội gì mà chỉ là trước đó coi như đã về về nước và cấm cấm nhật cảnh thì cô ta lại xông vào tức là cũng bị trong gọi là vi phạm về cái luật pháp của Thái Lan nhưng nó không liên quan đến vấn đề hình sự chẳng hạn như hình sự là bạn à, ví dụ như bị ngân kiện đánh chửi nhau này đấy đánh công dân của nước ngoài này đó là hình sự đúng không ạ hoặc là buôn bán những hàng chất cấm này hoặc là đi vào những cái nơi chẳng hạn khu vực quân sự mà ngăn cấm người dân không thể được vào ví dụ như cái đó nó thuộc về án hình sự đúng không ạ nhưng cái chuyện tà hoa chỉ là vào đất nước họ không có à, tức là bất hợp pháp thôi thì khi mà thuyết ở bên thái lan đi sang canada các bạn khi mà sang định cư canada nhé thuyết là người của cao ủy liên hợp quốc cả gia đình được công nhận là người của cao ủy liên hợp quốc và sự được sự bảo trợ của cao ủy liên hợp quốc nhưng chính phủ thái lan vẫn trục xuất như thường tức là họ trục xuất và bắt mình phải vào tù và chính cái thời điểm đó là đang dịch covid mà các bạn ơi khi vào trong tù rồi thì tất cả như nhau thôi bỏ vứt hết khẩu trang chả có liên quan gì cả một ông bị covid thì hết cả ông bị luôn bởi vì các bạn biết là nhà tù nó chật trội cứ sát sát nhau như này nói thở hơi ra nhau như này thì còn cái khẩu trang chả có cái tác dụng gì cả cho nên là thời đó cũng hoảng các bạn ạ và sau khi mà trục xuất thì họ khi mà đi chuẩn bị lên máy bay thì họ đã tuyên bố với mình rằng là trong 10 năm anh không được quay lại Thái Lan thì ở đây trường hợp của uh, của của cái gì nhỉ của Tà Hoa nó cũng giống trường hợp của ông Linh có nghĩa là không bị vi phạm vấn đề hình sự và ông Linh có thể khoảng 15 năm sau Thuyết chưa hỏi ông Linh đâu nhưng mà Thuyết biết rằng là chắc chắn là bị như vậy không biết là 5 năm hoặc 10 năm uh, nhưng mà ở đây thì ông Linh có thể đi theo một cách khác nếu gia đình hùng hai đứa em của hùng à, có thể sang bên này à, sang bên này và ông bà à, ngân sẽ làm cho cái vấn đề là ái khanh sẽ giúp cho cả gia đình ở đây thì ông linh có thể đi sang một cách khác các bạn ạ vâng cũng mới cách đây một vài ngày thôi à, thuyết có gọi là ở đây à, cái vấn đề này là vi phạm nhá nhưng thuyết biết thuyết biết có một cái cách người ta đi sang đây à, mất rất ít tiền mà đảm bảo có nghĩa họ cũng xâm nhập bất hợp pháp thôi nhưng nếu bạn ở tức là việt nam đi sang đây ngoài đường không ra thì bạn chỉ còn một cách đó là đi đường biển ngoài ra là bạn đi đường bộ nhưng gặp rất nhiều nguy hiểm chẳng hạn bạn đi sang mexico bạn đi sang mexico xong bạn vượt biên giới qua bên mỹ từ bên mỹ vượt bên qua canada thì các bạn cái phần nguy hiểm kinh khủng tức là sống chết chẳng biết như thế nào tức là khi vượt qua cái sa mạc ở mexico vào đất nước mỹ rất nhiều người phụ nữ việt nam tức là tàu lá chuối rách tả tơi hết các bạn nguy hiểm lắm các bạn và trong khi đó là bao nhiêu tiền bạc bị cướp hết rất nhiều người hồi năm ngoái khi mà ông đa ông bi đàn ông lên làm tổng thống á coi như là người nhập cư bất hợp pháp của các nước đổ xô vào mỹ kinh khủng mà trong đó miền trung Việt Nam đi không biết bao nhiêu nghìn người rất rất nhiều người đi vượt biên vào mỹ qua đường Mexico và các loại lẻo đường thì đó chỉ có đi những cái đường đó thôi ấy thì uh, uh, trong khi đó thì nó nguy hiểm nhưng nếu ông linh đi ở đây cách đây mấy ngày có một đường dây họ sẽ đi từ có thể là indonesia hoặc malai có những người họ bây giờ còn đi cả tàu vút cô từ hải phòng hoặc là từ sài gòn họ sẽ đi vào đến đất nước canada và họ vào tức là không thông qua cái đường bay và như vậy thì các bạn biết không cảnh sát canada thì nó đơn giản như thế này này trừ có người báo và bạn có cái gì đó nguy hiểm Đấy. chắc chắn ông linh là bị báo nhưng mà họ họ báo cái gì đó là ông linh thành phần nguy hiểm thì mới bị như vậy các bạn ạ. Chứ còn thì nếu mà đi lao động bất hợp pháp không thì nó chẳng có chuyện gì cả. Người ta lao động bất hợp pháp ở đây mà người Việt Nam tính ra ở đây là hơn 20.000 người. Riêng người Việt Nam không là ở đây có những người 20 năm chưa bao giờ cảnh sát sờ đến cả. Không có bao giờ họ sờ đến tức là họ bởi vì những người đó mới là những người đi làm farm những công việc mà dân ở gốc của Canada người ta không giờ làm chẳng hạn như thuyết thì không bao giờ đi làm những người có thẻ xanh và có quốc tịch họ không bao giờ đi làm đâu họ sẽ chui vào trong công ty có thứ họ làm bởi vì đi làm farm thì ngồi xe ô tô đi mất 2 tiếng về mất 3 tiếng trên xe ô tô đã mỏi rồi là 5 tiếng lại đi làm 10 tiếng là 15 tiếng vậy là thức từ 3-4 giờ sáng ai mà đi làm cho được chỉ những người bất hợp pháp mới làm cho nên là khi mà kể cả gia đình Hùng mà định cư được ở đây rồi Ông Linh Sang sống cùng vợ con đi làm bình thường Miễn là không để cho những cái kẻ thù của mình biết Đấy, đơn giản nó là như vậy Cho nên là ở cả đời cũng chẳng sao Cho nên là không phải lo trong chuyện này Theo thuyết nghĩ nó là như vậy Vâng, bây giờ đến câu chuyện của Tào Hoa Tào Hoa đã oán trách vợ chồng Đông Nhi Trong cái câu chuyện không để cho bác sĩ Trần Là cái người đứng ra là chủ hôn Ờ... Ở đây là một cái hãnh diện và cái thứ hai là lấy lại uy tín của bác sĩ trần đúng không ạ bây giờ bác sĩ trần mà được làm chủ hôn một cái đám cưới nó chả có cái gì cả nhưng nếu chúng ta nhìn sâu một chút thì coi như là sẽ hiểu được rằng là a à, bác sĩ trần vẫn còn lòng tin với mọi người và khi bác ấy đứng ra làm chủ hôn một cái hôn lễ có thể là không phải đơn giản như thế này đâu có nghĩa là bác ấy sẽ làm rất là nó uh, có bài bản đấy tổ chức có vẻ rầm rộ và có thể mời rất nhiều người nữa À, trong khi đó thì ở đây khi mà Ái Khanh và Ngân làm đám cưới ngày mai á theo thuyết biết rằng là à, vợ chồng Đông Nhi chỉ mời một số thôi đại diện thôi à, chẳng hạn như trong cái hiệp hội người hoa một số người mà à, mà ông Ly quen đấy quen thân ấy, là mời thôi mời đại diện thôi chứ không mời quá nhiều đấy. nhưng nếu bác sĩ Trần đứng ra mà tổ chức thì chắc chắn là sẽ mời rất nhiều khách hứa thì à, như vậy thì bác sĩ Trần có cái uy tín sẽ lấy lại được uy tín đúng không ạ trên là trong câu chuyện này là Tà Hoa muốn Bác sĩ Trần là đứng ra trong cái chuyện mà mà tổ chức lễ cưới. thì trong chuyện này Tào Hoa đã trách vợ chồng Đông Nhi như là cái kiểu vô ơn bộ, bội nghĩa và coi như là ăn cháo đá bát. Nhưng thực sự sự ra ở đây thì Tào Hoa không đặt ngược lại câu hỏi tại sao Tào Hoa từ đất nước Trung Quốc đến đây, tại sao không đến thăm họ khi biết họ vào tù, đúng không ạ? Không cần biết lý do gì cả. Nhưng muốn gì cũng là người Trung Quốc với nhau và trong cái câu chuyện của Đông Nhi, đúng không ạ? Ờ, đông nhiên là người rất là ok được mọi người rất là yêu quý thì tại bây giờ trong cái câu chuyện mà hai người mới đi đăng ký kết hôn với nhau và lại ông ni lại bị vào tù như vậy thì tại sao mà bây giờ uh, nghe tin như vậy một người cùng máu đỏ da vàng cùng dân tộc tại sao mà tào hoa lại không đến thăm đúng không ạ nếu tào hoa đến thăm thì tự nhiên tào hoa sẽ hóa giải được cái cái chuyện hận thù hoặc là cái sự hiểu lầm hoặc là câu chuyện đó là chuyện thật giữa ông ni và bắc tư trần thì có thể tào hoa khôn khéo cũng sẽ hóa giải được. Đấy. Và nói với ông đi rằng là thôi, à, bây giờ bởi vì chuyện nó chưa rõ ràng, à, một bất mười ngờ, mười ngờ, cái chuyện ông đi có thể nghi ngờ người nọ người kia, nhưng trước hết cứ để câu chuyện đó nó nó trôi theo đã. Lúc nào sự việc nó xảy ra, cảnh sát nói rằng 100% lúc đấy bắt được bác sĩ Trần là người đứng đằng sau à, sai người để có như mang ma túy vào trong nhà của ông đi thì lúc đấy mới có thể oán hận của, được ông Nhi còn à, mới oán hận được bác sĩ Trần còn bây giờ chưa rõ ràng thì có như là vẫn cứ phải lên đối xử tốt với bác sĩ Trần chẳng hạn như Tào Hoa có thể nói chuyện với ông Nhi được như vậy đúng không ạ và hỏi han thăm hỏi người ta đây một câu thăm hỏi cũng không có và chẳng hạn như là à, người Việt Nam ta ở bên phía Việt Nam sang mà lại chơi các bạn khi mà đến nhà ai chơi ấy, họ bao giờ cũng thế người Trung Quốc người Việt Nam đều vậy họ có một chút quà nó không có một gì cả chẳng hạn như ở Việt Nam những cái bạn Hải Hưng ở sang đây chẳng hạn như quê của bạn Quang chẳng hạn là theo thuyết biết là có một cái loại một loại đặc sản rất là ngon tức là bánh đậu xanh ở Hải Dương Hải Hưng gì đó cái bánh đó thì cả thế giới đều thích thế ví dụ chỉ cần mang hai cái hộp bánh rất nhỏ nhỏ bánh đậu xanh thôi làm quà thôi nó là tuyệt vời rồi đúng không ạ đó thì ở Trung Quốc cũng không thiếu gì ở những cái những cái những cái đặc sản như vậy tuy biết là ở đất nước Trung Quốc có rất nhiều loại đặc sản thì đến thăm cái người mới bị nạn như vậy có như là đến thăm hỏi thăm sức khỏe và coi như tặng họ một chút như vậy là có thể là lối lại cái tình cảm như thường nhưng cuối cùng tào hoa lại không làm được việc đó mà cuối cùng lại đi oán trách uh, oán trách vợ chồng Đông nghi và câu chuyện này cũng liên quan trong ngày hôm nay vâng đã, bây giờ thuyết đi chia sẻ vào cái phần chính của ngày hôm nay như chúng ta đã biết người trung quốc và người việt nam nó có uh, hầu như cái phong tục rất là giống nhau nhất là người ngoài miền bắc các bạn bởi vì người trung quốc người việt nam chúng ta chịu một ngàn năm đô hộ của người hán mà nên là hầu như tất cả các phong tục mọi cái là đều giống Trung Quốc hết. Ngay cả cái Tết Nguyên Đán đúng không ạ? Trên là ở đây là ngày đám cưới thì người ta không thể mời dưa dụng. À, Đông Nhi à, tối hôm qua đã xin lỗi thuyết rồi nhé, bảo em có thể là bảo à, anh đi đưa em tới nhà anh nhưng nếu không đến được thì anh cũng phải thông cảm. Và ngày mai thì nhất quyết anh phải có mặt. Nếu anh không có mặt thì anh em từ mặt nhau ra. Tức là Đông Nhi đã đã nói trước với thuyết rồi, có nghĩa phải thông cảm bởi vì ở đây cái tập tục của người việt nam và người trung quốc nó đều giống giống như nhau có nghĩa là khi bạn mời người ta đến dự một đám cưới chẳng hạn thì bạn phải có một cái giấy mời bạn mang đến tận nhà chứ không phải mời qua điện thoại chứ không phải hoặc là gặp ngoài đường mời rơi mời dụng một câu Đấy. nếu gặp ngoài đường mà mời người ta không thèm đến đâu Đấy. hoặc là không đến nhà người ta sẽ không thèm đến cho nên là đông nhi đã biết cái chuyện này và đông nhi và ông ly ngày hôm nay đã đi mời thì buổi chiều ngày hôm nay là lúc đó đến nhà ngân thì ý của vợ chồng Đông Nhi là tầm 5 giờ chiều thì sẽ đến chỗ nhà Tuấn rồi ở nhà chỗ đó có cả anh Vinh các thứ ấy, rồi đến chỗ Tám Trang bởi vì lúc đó ví dụ như là cha của Tám Trang lúc đó mới đi làm về Tuấn và anh Vinh lúc đó cũng đi làm về đúng không ạ thì những cái chỗ đó người ta sẽ đến năm sau 5 giờ chiều còn thì cái chỗ nhà Ngân thì các bạn biết rồi đó như bạn Thiên Nga Trần nói là như ở đây là như là ngày hội rất là mừng đấy các bạn bởi vì bên này nó buồn quá bạn thiên nga trần cũng có nhà riêng đúng không các bạn nếu mà không có người đến chơi thì buồn lắm hoặc là nếu bạn không cho ai thuê mướn ở nhà thì các bạn biết ở nhà nó buồn vô cùng nhất là 6 tháng mùa đông chứ là ngân có nhiều người đến chơi thế cũng rất là vui à, thuyết cảm tưởng như nhà ngân cũng như là bà phương hằng vậy tức là người ta nao đến làm quen rồi thế nọ thế kia nó cũng như vậy ngân có một cái khác hơn là ngân không nhiều tiền bằng bà phương hằng nhưng ngân lại có một cách là yêu quý người ta theo cái cách là dân dã chứ nó không giống như bà uh, bà, bà và Phương Hằng là khoe kim cương đúng không ạ? Đấy, thì ở đây á thì là người mọi người tìm đến thì nhất là trong vấn đề là Ngân đang gặp cái câu chuyện này. Chứ nếu mà Ngân không gặp cái câu chuyện rắc rối này thì chắc mọi người cũng không đến nhà nhiều như vậy. Thì mọi người đến hầu như là để giúp đỡ Ngân thôi. Chứ có phải là đến ví dụ như cô da đen kia, cái cô Lila vẫn còn là một cái dấu chấm hỏi đúng không ạ? thì chiều ngày hôm nay uh, ông ông ly và đông nhi là đến nhà ngân để mời ngân đến dự đám cưới mặc dù chính ngân là người có thể tổ chức nhưng vẫn phải mời như thường vẫn phải đến tận nhà như thường thì ở đây thì các bạn biết đó uh, mẹ con của đoàn dư cũng ở đây rồi này bà Lội bé nhẫn ở đây này mẹ nguyệt ở đây này Tức là toàn những người đứng tuổi không phải không thể là không đến được đúng không ạ trên này là vợ chồng đông nhi khi mà đến mời thì chạm chán bác sĩ trần và mẹ của ngọc bích ở đây Thuyết cũng xin nói với các bạn như này Mẹ Ngọc Bích vẫn không bị Ngân đuổi nhé Bởi vì Ngọc Bích náo nếu thôi Còn mẹ Ngọc Bích có lỗi gì đâu Chứ là Ngân vẫn không có ý cớ để đuổi mẹ Ngọc Bích Mà nói thật ra mà nói là Nói như thế nó hơi quá Có nghĩa là họ chưa có gì mà gì gì với nhau cả Đấy, Ví dụ cãi nhau hoặc cái gì cái gì Thì mới có thể là đuổi được Chứ là mẹ Ngọc Bích vẫn đến đây cùng bác sĩ Trần Thì các bạn biết Khi mà gặp khi mà vợ chồng ông Ly đến đây gặp bác sĩ Trần thì bắt buộc vẫn phải chào hỏi nhau rồi và câu chuyện lại trở thành một cái câu chuyện là như là à, không biết nói như nào nhỉ? Gọi là chất vấn thì không đúng đúng không ạ. Ở đây cái từ chất vấn mà không không đúng mà hai người tức là rất là khó nói chuyện với nhau nhưng bắt buộc vẫn phải nói. À, khi mà bởi vì trong cái đầu của ông Ly là không mời bác sĩ Trần đó. Cho nên là trong chuyện này mà bác sĩ Trần đã đọc được cái suy nghĩ của ông Ly các bạn biết bác sĩ trần là bác sĩ tâm lý ông rất giỏi ai nghĩ cái gì là ông biết hết mà có khi là nói thật nói thật với các bạn là ví dụ ông ly có bị bệnh giang mai như bác sĩ trần mà lấy dây lịt mà mà buộc vào đùi thì coi như là bác sĩ trần cũng đọc ra vị luôn bởi vậy là bác sĩ trần đã nói với ông ly rằng là tôi biết anh là đang có những suy nghĩ rằng là không biết có lên mời tôi hay không trong khi đó thì bản anh bản thân anh thì đang thù thù ghét tôi còn hơn cả kẻ thù cho nên là tôi biết và anh khó nghĩ vâng nhưng mà nói trước để cho à, anh chị biết như thế này ngày mai tôi biết là anh chị không muốn mời chúng tôi đến có cả mặt vợ chồng tà hoa ở đây rồi bản thân tôi rồi cả chị điều, chị điều ở đây mẹ của ngọc bích tất cả những người này có lẽ là anh chị không, không ưa gì à, tuy nhiên à, tôi xin lỗi với anh chị một câu như thế này ngày mai chúng tôi vẫn cứ đến để chúc mừng hạnh phúc của hai người vâng dù cho cái điều đó có thể làm anh chị không vui nhưng tôi phải đó là cái, tại sao mà tôi nói lời xin lỗi trước à, tuy nhiên tất cả những khi mà chúng tôi đến để coi như góp vui đây là cái sự thành tâm để chúc phúc cho mọi người à, anh hãy bỏ tất cả những cái suy nghĩ xấu xa về một người nào rơi đi lúc nào à, chẳng hạn anh và tôi khi mà à, đã rõ ràng nhau, phân biệt rõ ràng nhau là kẻ thù thì lúc đó anh không cần mời và tôi cũng kể cả anh mời tôi có thể cũng không cần đến. Nhưng hiện nay chúng ta vẫn là uh, có một cái tình thân, nó có rất nhiều cái tình ở trong đây. Cái chuyện tình người là cái chuyện là không phân biệt về cái về cái dân tộc. Đấy chẳng hạn như người Việt Nam, người Trung Quốc, người phương Tây. Đấy, đó là cái chữ tình người. Ngoài cái sự tình người ra thì giữa anh và tôi còn tình anh em, tình bằng hữu, tình chi kỷ Tình dân tộc nó có rất nhiều loại tình, đấy. tình máu đỏ da vàng và cái điều mà cái dân tộc Hán là một cái dân tộc coi như là từ xưa đến nay lúc nào cũng dương cao cái ngọn cờ đoàn kết. Ngay cả đến bây giờ ông Tập Cận Bình cũng đang đưa ra những cái chính sách à, thu nhập ngàn nhân tài, tức là tất cả nhân tài trên thế giới là ông Tập Cận Bình đang muốn à, thu lượm về Trung Quốc, à, tức là đoàn kết tất cả thế giới đều là một đó là cái cái chí hướng của ông Tập Cần Bình ở đây là bác sĩ Trần đã nói vậy thì tại sao chúng ta là người cùng một, một dân tộc thậm chí lại còn họ hàng dây dưa máu mủ với nhau mà tại sao lại không mời nhau một tiếng đến chúc mừng hạnh phúc của nhau cho nên là dù anh chị có không vui chăng nữa thì cũng phải xin lỗi trước là ngày mai chúng tôi sẽ đến để à, chia vui chúc mừng hạnh phúc của hai người đây là câu chuyện mà chính bác sĩ Trần đã chủ động nói với ông Ly bởi vì ông Ly lúc gặp bác sĩ Trần đối mặt rồi không biết nói câu gì ngập ngà ngập ngừng À, bởi vì bây giờ chẳng lẽ mời mọi người lại né bác sĩ trần ra không mời hay sao cho nên là vợ chồng đi đã rất vui vẻ đi kiểu như là mời ngân này mời bà bà nội của bé nhẫn này à, rồi bảo ngân là mang cả hai đứa con đến này rồi thì mời của mẹ đoàn dư này mẹ của nguyệt này đó rồi các bạn thấy xem rồi phải sau đó phải đi mời mẹ tuấn tất cả mọi người thì ở trong câu chuyện này nếu các bạn đứng trong trường hợp của vợ chồng đông nhi thì sẽ trả lời sau đây khi biết chồng mình khó xử như vậy rồi Thì Đông Nhi đã nói nói với chồng Rất là âu yếm Ôm vai chồng và nói rằng Ồ vậy là bác sĩ Trần nghĩ sai rồi à, Chúng em vẫn muốn à, nói một lời mà Mời mới bác sĩ Trần Nhưng chúng em định đợi là bác sĩ Trần trở về nhà Và chúng em đi đến tận nhà để mời Chứ không phải là gặp ở đây mà mời Theo cái cách là mời rơi dụng đó Đông Nhi đã chữa cháy cho ông Linh Rằng là ý là tối nay khi bác sĩ Trần về nhà rồi Thì hai vợ chồng của Đông Nhi mới đến, đến tận đó để mời và mang cả thiếp mời đi đoàn hoàng chứ không phải là chuyện đơn giản chứ là ở đây là đông nhi đã chữa cháy cho ông ly đó. thì trong câu chuyện này thì các bạn biết rằng là rõ ràng là đông nhi đã nói dối à, tuy nhiên theo thuyết nghĩ đông nhi cư xử cái cách như vậy cũng đúng bởi vì đông nhi biết rõ cái tính cách của bác sĩ trần là không mời người ta cũng đến cơ mà đó Đấy. các bạn biết đó, dù cái, chẳng hạn như người ta nói ngược nói xuôi rồi người ta chửi bới bác sĩ trần nhưng bác sĩ trần vẫn không bao giờ buông bỏ ngân vẫn cứ tiến hành, vẫn nói những lời yêu thương. À, các bạn trong thời gian qua thuyết còn quên như các bạn, có một cái chi tiết là bác sĩ Trần vẫn thỉnh thoảng mang một có như là, bây giờ thay vì một một bó hoa các bạn thì bác sĩ Trần lại thay chỉ có một bông hoa thôi các bạn. Đó, không biết là cái nghĩa của nó như thế nào, nhưng mà vẫn cứ mang hoa đến tặng ngân như các bạn và nói những lời yêu thương ngân. Uh, trong cái chuyện này uh, nói thật với các bạn là thuyết cảm thấy nó hơi bị trơ chẽn và không muốn tâm sự không muốn chia sẻ những cái chuyện đó bởi vì lù lù ra như vậy rồi và bác sĩ trần lại đang muốn cố gắng coi như là là đánh bật đối thủ của mình là đoàn dư đi chứ là bác sĩ trần vẫn có những cái hành động cử chỉ mang hoa và có những lời chúc mừng sức khỏe của ngân rồi khen ngân đẹp nọ đẹp kia cái thứ nhưng mà thuyết không muốn chia sẻ bởi vì thấy nó có cái vẻ gì nó hơi bị trơ chẽn một tí đúng không ạ vâng nhưng có một chi tiết ở đây mà à, ai cũng nhìn thấy là mấy hôm nay thì bác sĩ trần khi đến nhà ngân thì đều chở theo mẹ ngọc bích các bạn ạ lại một cái chuyện nữa coi như là không biết là ngân sẽ nghĩ gì và mọi người sẽ nghĩ gì nhưng mà ngân không lấy đó làm khó chịu các bạn biết là nếu trước đây à, trước đây một thời gian thì chắc chắn là ngân có vẻ sẽ khó chịu bởi khi người ta vẫn còn yêu bác sĩ trần kinh khủng thì thấy lúc nào cũng đi kè kè bên mình một cái cô gái khác thì chắc chắn người ta sẽ có ghen đúng không ạ À, không ghen thì không phải là yêu đấy à, cái gì mà ớt xanh cây nồng là gái ghen chồng đúng không ạ đấy chứ là người ta ghen thì người ta mới yêu nhưng đến bây giờ thì cái chuyện xuất hiện của mẹ ngọc bích đi kè kè với bác sĩ trần thì cũng không khiến cho ngân ghen tuông một chút nào vâng thưa quý vị và các bạn video thứ hai trong ngày hôm nay của thuyết xin tạm dừng ở tại đây thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo